Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại về một mẫu Hyundai i10 sản xuất 2018, phiên bản số sàn 1.2, sedan 2 đầu các bác nhé. Một mẫu phân khúc hạng A và hiện tại là đang bán chạy nhất bên cửa hàng bên em các bác nhé. Mẫu phân khúc hạng A và bán chạy nhất khúc các bác nhé, một mẫu Hyundai i10 đấy, với form dáng khá là nhỏ gọn và chạy cũng khá là tiết kiệm các bác nhé, 1.2. và như thường lệ thì em lại quay chi tiết từng phần cho quý cô bác anh chị cùng xem và cùng tham khảo cái mẫu Hyundai i10 bên em. Với mặt ca răng và tất cả các lớp mạ chrome còn khá là sáng bóng này, và logo còn khá là sáng bóng. Cặp đèn pha hai bên được trang bị đèn pha halogen siêu sáng thì còn như mới các bác nhé. Cặp đèn pha hai bên còn như mới. Đấy. Đèn gầm còn khá là sáng này. Mang nước sơn màu đỏ mận rất là đẹp các bác nhé. Xe đã được rút hồ sơ rồi, cầm tay rồi. Các bác nào muốn mua chiếc này thì về chỉ nhập tên, nộp thuế là ra tên thôi. Trong ngày là xong các bác nhé. Đấy, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 vành đúc và 4 phanh ABS. 4 lốp thì còn khá là dày này. Xi nhan thì được tích hợp trên gương. Form dáng khá là nhỏ gọn các bác nhé. Form dáng cực kỳ cũng nhỏ gọn. Và đi cũng hết sức là tiết kiệm này. Sang phần đuôi xe thì xe được trang bị 4 cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ rồi. Đèn hậu hai bên còn như mới này. Đèn hậu hai bên còn như mới. Thanh mạ chrome này còn khá là sáng bóng. Sơn si thì sạch đẹp. Sơn zin con này thì còn khá là nhiều các bác nhé. Còn 85% sơn zin. Và sau đây em xin quay vào phần nội thất cho quý các bác anh chị cùng xem. Đấy, nội thất con này thì ghế lỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, vô lăng củ số còn khá là đẹp này. Vô lăng này, củ số còn khá là đẹp này. Đấy, vô lăng. Vô lăng thì không bị bóng mòn nữa các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp. Các nút phím bấm còn khá là nét. Ghế này nguyên bản theo xe còn như mới. Đó. Nét căng các bác nhé. Túi khí vô lăng cho ghế lái này. Xe bản đủ nên là được trang bị màn hình rồi. Hai chìa khóa theo xe các bác nhé. Hai chìa khóa theo xe này. Đó, hai chìa khóa theo xe. Xe đã được em rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhé. Rút hồ sơ cầm tay đây rồi. Đó. Táp ly cánh cửa bên lái này. Phần nhựa này còn khá này ấy. Mới luôn. Đấy. Phần chỉ là keo chỉ cánh cửa bên lái các bác nhé. Cam kết với quý các bác anh chị là keo chỉ cột kèo nguyên zin. Em quay thử cho các bác xem thôi. Một cánh lái thôi. Nhá. Zin hết, còn lại 4 cánh zin các bác nhé. Đây, ốc tai cánh cửa, ốc tai cánh cửa chưa có biết bạn luôn các bác nhé. Đấy, tem này, tem mát này, nhà sản xuất này. Đó. Tất cả còn như mới. Táp ly cánh cửa bên đằng sau này,
bên phụ trần được bác chủ bọc ni lông rồi, còn khá là sáng bóng này, tất cả còn như mới. Ghế lì nhưng bác chủ đi khá là sạch sẽ, khá giữ gìn. Bình thường là gần 4-5 năm sử dụng rồi thì cái ghế lì này không còn đẹp như các bác nhé. Thông thường là nếu mà có trẻ con thì sẽ bị loang lổ, nhìn rất là xấu các bác nhé. Như con này thì không. Đấy, lì còn rất là đẹp này. Chiếc này thì đang được bên em chào bán là 310 triệu đồng các bác nhé, vẫn bên em vẫn bớt cho các bác nào thiện chí. Cam kết với quý cô bác anh chị là máy zin các bác nhé, máy zin số zin. Tất cả là ốc cabo còn zin các bác nhé, ốc cabo zin, keo chỉ zin này. Hyundai i10 sản xuất 2018, phiên bản số sàn 1.2 các bác nhé, mẫu sedan. Giá bên em đang chào bán là 310 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho các bác rồi. Mẫu này mà form 221 thì bây giờ đang nếu mà lăn bánh là rơi vào tầm 450 các bác nhé. Nếu mà các bác mua cái mẫu này thì rẻ được 150 triệu đồng. Vừa rồi em đã quay xong video chiếc i10 sản xuất 2018. Các bác nào muốn chốt chiếc này thì liên lạc về đầu số 0979 979111 các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem tin. Xin chào các bác.